Ngọc nữ Tăng Thanh Hà lộ số hiểu lão hóa rõ rệt khi chụp ảnh cận mặt. Ngọc nữ màn ảnh Việt Tăng Thanh Hà lộ dấu hiểu lão hóa ở tuổi 33 khi đang bức ảnh chụp cận mặt cùng với người em thân thiết Băng Di. Mới đây, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà đăng tải hình ảnh selfie cận mặt cùng với người em thân thiết Băng Di khi hai mỹ nhân cùng tham gia một sự kiện. Mặc dù lớn hơn đàn em 4 tuổi, nhưng Hà Tăng vẫn vô cùng nổi bật với khí chất và thần thái sang trọng vốn có. Tuy nhiên, khi chụp ảnh cận mặt, bà xã Louis Nguyễn vô tình để lộ khuyết điểm lão hóa trên gương mặt chính là vùng da quanh mắt. Không chỉ có bóng mắt khá lớn mà còn xuất hiện nhiều nếp nhăn khiến gương mặt Tăng Thanh Hà có phần kém trẻ trung so với những hình ảnh trước đây. Hà Tăng dù gương mặt đã lộ xấu hiệu lão hóa nhưng từ biểu cảm, phong thái tới thần thái đều khó có thể chế nổi. Quả thực sau những lần trôi sụt thất thường về nhan sắc, diện mạo của bà mẹ hai con vẫn đứng hàng top của làng giải trí Việt. Dù đã bước sang tuổi ba tư và là bà mẹ hai con nhưng Tăng Thanh Hà vẫn luôn khiến khán giả và người hâm mộ phải ngất ngây trước nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái đỉnh cao của mình. Nhìn vào loạt ảnh Tăng Thanh Hà chia sẻ trên Instagram, netizen nhanh chóng phát hiện nàng dâu hào môn có một thói quen đặc biệt mà hiếm có mỹ nhân về biết nào đủ cả đảm để suy trì. Lướt một vòng trên trang cá nhân của các nghệ sĩ, dù là Facebook hay Instagram, khán giả sẽ thấy tràn ngập những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ lớn. Cá biệt nhiều nghệ sĩ còn làm dùng trình ảnh đến mức khiến cong cả tường, méo cả nền nhà. Nếu là ảnh selfie thì người nào cũng dùng rất nhiều loại ứng dụng làm đẹp để diện mạo trông xuất sắc nhất. ấy thế mà, Tăng Thanh Hà lại vô tư khoe ảnh selfie không cần dùng áp. Đó là tấm hình cô chụp cùng băng di trong một buổi ra mắt phim Cầu Vàng và chính vì và chính vì chỉ chụp bằng camera thường nên Tăng Thanh Hà đã lộ làn da thiếu sức sống. Cô có khá nhiều nếp nhăn ở quanh mắt, bóng mắt cũng lớn và khi ngọc nữ màn ảnh Việt cười hết cỡ, khóe miệng cô cũng hàn rõ nếp nhăn. Lướt một vòng Instagram của Tăng Thanh Hà rất dễ gặp những bức ảnh cô không dùng áp. Bởi thế cô cũng không giấu được dấu hiệu xuống sắc khi đã 34 tuổi. Tuy Tăng Thanh Hà vẫn giữ được làn da mịn màng căng bóng đáng ghen tị, nhưng vùng da quanh mắt lại có nhiều nếp nhăn nhỏ li ti, luôn hiện rõ mỗi khi cười. Ai cũng biết rằng, chỉ cần dùng áp là mọi nếp nhăn sẽ biến mất, làn da của ai cũng trở nên càng bóng, mịn màng và nhìn xinh đẹp hơn nhiều. Nhưng Tăng Thanh Hà vẫn thích những bức hình chụp bằng camera thường như thế này. Nếu có chỉnh sửa, cô chỉ dùng các ứng dụng chỉnh màu sắc mà thôi. Tuy không tránh được quy luật của thời gian, nhưng diễn viên Mỹ nhân kế vẫn được netizen khen ngợi nhờ thân thái trẻ trung, nụ cười sang sớ. Biểu cảm luôn toát ra về hạnh phúc viên mãn của Tăng Thanh Hà chính là thứ mà không áp chỉnh ảnh nào tạo ra được. Chính việc Tăng Thanh Hà không hề che giấu những nếp nhăn trên khuôn mặt lại giúp cô ghi điểm nhiều hơn trong mắt khán giả. Đơn giản vì không sống ảo quá đa, không vì theo đuổi hình tượng mỹ nhân không tuổi mà luôn đăng tải những bức hình chỉnh sửa, giả chân.